Dạ, Châu xin kính chào quý ông bà cô chú, cả nhà đang xem kênh Ngọc Châu Cuộc Sống Hàn Quốc. Dạ, thì Châu cũng mới đi làm về. Thì hôm nay Châu cũng xin làm cái video này để chia sẻ về cũng về vấn đề của ba bé Na, với lại cái video vừa qua Châu có chia sẻ Châu với cô Út lúc mà nói chuyện á. Thì cũng khi đó thì cô nói cho Châu hay là bác sĩ nói là đề nghị kiểu như là góp ý là cho ông xã Châu chuyển đi bệnh viện dưỡng lão. Thì khi đó cô nói là do là bác sĩ lo ngại là sợ nằm đó giết á, mà thà tốn tiền viện phí nhiều ở cả nhà thì gánh nặng cho gia đình, nên là bác sĩ kêu là chuyển. Thì khi đó Châu mới lên tiếng, Châu nói là nếu mà cũng như sợ về cái viện phí vậy đó thì Châu nói để Châu gửi với Na về Việt Nam để Châu đi giữ. Cái này thì lúc mà 3 tháng hơn trước đó, cả nhà lúc mà ông xã Châu mới chuyển xuống phòng hồi sức đó, là khi đó là bác sĩ cần có người chăm ông xã 24 trên 24. Thì khi đó gia đình cũng hội ý, thì lúc đó Châu cũng có ý định, Châu cũng có nêu ra cái ý định của mình là Châu muốn giữ ông canh giữ ông xã. Thì giữ ông xã thì bé Na thì không có ai trông á, ở đây thì cô Út cũng đi làm nên là cô Út không có giữ, nên là nói chung là ở đây người Hàn ai cũng bận việc á, không có giữ được. Thì Châu mới nói Châu muốn gửi về Việt Nam. Thì muốn gửi về Việt Nam thì nói gửi về cho ngoại, chứ thật sự Châu cũng không có ý định là gửi cho ngoại. Châu cũng định gửi cho dì Út Châu á, tại vì cái gì đó thì dĩ cũng hợp với Na, rồi Na cũng thương bà nữa, thương bà Út nữa, nên là Châu nghĩ nếu mà có gửi Châu cũng gửi cho dì Út. Thì khi nói gửi gửi về cho ngoại đó thì nói vậy, nhưng mà nếu mà về bển thì nếu mà kiểu như Na nó muốn ở với ai á thì sẽ gửi cho người đó, mà Châu nghĩ nó sẽ ở với bà Út. Thì Châu có suy nghĩ vậy đó, nhưng mà gia đình không có đồng ý. Thì khi mà chị ba có xuống thì Châu cũng nói đó, rồi chị ba với cô Út mới nói với Châu là cố đi, cố gắng đi, thuê người 1 2 tháng, mong là trong 1 2 tháng đó đó cái bệnh tình của ông xã Châu sẽ tiến triển, rồi sẽ kiểu như là đỡ hơn á, thì sẽ chuyển về gần chỗ Châu nè, ở về gọi về đây thì nó dễ bề bề trông coi đi tới lui, mình có muốn thăm này kia đâu cũng đi tới lui được dễ dàng mỗi ngày á. Thì gia đình nói vậy thì Châu cũng là thuận theo, rồi cũng chờ đợi. Thì hôm nay hơn 3 tháng rồi từ khi ông xã Châu chuyển xuống phòng hồi sức á, thì phòng kiểu như là gọi là phòng hồi sức, thì là ông xã vẫn vậy, cả nhà vết thương thì vẫn chưa lành. Thì hiện giờ bác sĩ mới nghĩ tới là chuyện lâu dài, nên là bác sĩ mới đưa ra ý định là cũng như là nói gia đình vậy đó, là cho chuyển đi vậy đó. Thì nếu mà chuyển đi vậy á thì ông xã Châu vẫn còn nặng, nên là không có về cái huyện chỗ Châu sống được, mà là những cái bệnh viện ở trên thành phố đó đó. Thì cô Út mới nói là có 4 bệnh viện nhận ông xã Châu, tại vì cũng thuộc dạng nặng rồi nên là những cái bệnh viện đó cũng lớn lớn hay sao. Châu thì Châu hiểu vậy, là người ta nhận là thì khi đó cô nói vậy thì Châu mới cũng giọt miệng là Châu nói là thôi vậy để Châu đi chăm ông xã. Thì kiểu như lúc trước Châu cũng đã từng nói vậy rồi, gia đình cũng nói vậy, nên là Châu cũng muốn nhắc lại một lần nữa vậy đó. Tại vì tự dưng rồi cái giống như là vì giống như là ông xã vẫn chưa khỏi hẳn mà vì lo ngại về vấn đề tiền á mà chuyển đi vậy đó, Châu cảm thấy đứt ruột đứt gan, thấy đau lắm, nên là Châu muốn là vẫn giữ lại bệnh viện đó. Châu sẽ đi là đi giữ thì nó cũng đỡ tốn cái tiền người mướn người giữ hơn,
chút đỉnh thì Châu nghĩ vậy đó. Thì Châu mới nói vậy, thì cô cũng nói là không được, rồi cũng nói này kia, rồi xong cô cũng nói để cuối tháng này sẽ họp mặt gia đình, thì tới lúc đó sẽ nói cho mấy anh chị đâu cùng biết thử coi cái ý của mọi người như thế nào. Thì lúc đó thì Châu nghe vậy đó, xong á thì Châu cũng không hiểu hết được, là Châu nghĩ là nếu mà Châu chăm trong vòng Châu chăm vài 3 tháng là ông xã lành cái vết thương thì sẽ được chuyển về gần với đây nè cả nhà. Thì Châu có suy nghĩ như vậy đó, Châu mong muốn, Châu nghĩ như vậy. Thì Châu đăng video lên thì có rất là nhiều khán giả, những người hiểu biết nhiều á, những người từng trải thì có nói với Châu là góp ý rất là nhiều. Châu đọc rất là nhiều những cái bình luận nào Châu cũng đọc hết, nhưng mà Châu không có trả lời hết á, Châu không có trả lời luôn. Thì qua đây Châu cũng xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều, đã thương yêu gia đình và quan tâm và lo lắng, nhất là cho bé Na đó. Châu cảm thấy người dân với nhau mà cả nhà dành tình cảm cho gia đình Châu rất là nhiều. Châu cảm thấy cũng hạnh phúc về cái điều đó và cảm kích, cảm động rất là nhiều. Xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị cả nhà. Thì Châu cũng vừa nãy thì Châu cũng có hỏi lại cô Út là nếu mà ông xã Châu khỏi cái vết thương, kiểu như giờ là cái vết thương không nó lành rồi, thì có thể chuyển về chỗ Châu sống được hay không, chỗ gần đây nè. Thì cô nói là không có được. Cô nói là giờ ông xã Châu dạng như là bệnh nặng rồi, không có chuyển về mấy cái huyện nhỏ được. Ở dưới đây người ta không có nhận những cái mà bệnh viện gì, bên bệnh viện dưỡng lão á, là người ta không có nhận nha. Có cái bệnh viện lớn ở chỗ Châu nè là người ta nhận, nhưng mà kiểu như là cũng cần người giữ 24/24, chứ chứ không có giống như là kiểu như trong đó có y tá người ta trông coi giùm, thì không phải vậy, vẫn thuê người. Nên là vì cái vấn đề thuê người tốn tiền nhiều quá nên là gia đình muốn chuyển đi cái bệnh viện khác, không có còn phải tốn tiền quanh cái chuyện mà người mà giữ đó. Nên là mới vậy mà chuyển về đây mà vẫn phải tốn như vậy, thì gia đình mới quyết định là thôi chuyển ở trên thành phố. Cô nói vậy đó, chuyển trên đó thì dù gì cái bệnh viện với lại ở đó người ta cũng tốt hơn, nó lớn nó cũng tốt hơn là ở dưới đây, nên là không có chuyển về bệnh viện dưới đây. Rồi giờ thì Châu cũng hiểu rõ là bây giờ dù cho ông xã có lành vết thương hay không thì cũng không thể chuyển về dưới đây, mà chuyển vào những cái bệnh viện giống như gọi là bệnh viện dưỡng lão á cả nhà, là giống như là có người chăm mà cũng có y tá đâu vậy đó. Là ở đây là giờ không có chuyển về đây được những cái bệnh viện đó, nên là quyết định chuyển ở dòng thành phố đó luôn. Mà Châu không biết, Châu sợ xa rồi đường đi khó nữa, không biết là Châu phải tìm đường lại rồi bắt đầu lại. Bữa hổm thì mới lúc mới cũng tìm đường đi rồi quen dần, rồi bây giờ phải thay đổi nữa. Thì cuối tháng này nè, gia đình cũng sẽ đi tìm cái bệnh viện trong xã, đi tìm hiểu á. Thì được cả nhà góp ý với lại Châu hỏi là Châu hiểu thêm về cái vấn đề của ông xã, là dù có lành hay không cũng không có về được đây ở đây á, nên là Châu đành chấp nhận là không có ý định dời bé Na về Việt Nam rồi đi con chăm ông xã nữa, mà thuận theo ý của bên gia đình chồng á. Thì khi Châu nói ra cái ý của mình thì Châu cũng chỉ nói lặp lại cái lời nói lúc mà mấy tháng trước thôi, chứ Châu cũng không có mà nhất định, và Châu cũng không có kiểu như là nhất quyết là gia đình chồng phải theo ý Châu, kiểu như Châu cũng nói ra cái ý của mình á. Thì cũng có nhiều khán giả cũng phiên và góp ý Châu, thì Châu có rất là cảm ơn. Cũng có nhiều cô chú chị em cũng không có đồng tình á,
cũng nói nặng lời với Châu, nhưng mà Châu cũng hiểu được đó là vì cả nhà thương cho bé Na nên là mới có những cái góp ý như vậy, thì Châu rất là biết ơn. Thì cái video của Châu hôm nay Châu chia sẻ vậy thôi, là về cái vấn đề đó đó Châu cũng thông suốt hơn nè. Thì từ khi làm cái này á, Châu cảm thấy mình học hỏi được rất là nhiều. Nhiều khi có những việc Châu không biết á, rồi Châu cũng không được sáng suốt, vì nhiều khi mình trong nhà nằm trong cái hoàn cảnh đó đó, mình không có suy nghĩ nhiều được á cả nhà, nên là nó cũng không có được sáng suốt. Rồi cái Châu chia sẻ cái được nhiều cô chú anh chị á, người ngoài thì đôi khi á, suy nghĩ nó cũng sẽ hay hơn và nó cũng tốt hơn á. Nên là Châu cảm thấy á, Châu học hỏi và Châu may mắn khi được cả nhà xem và góp ý giúp Châu, để cho Châu giống như là khai sáng cho Châu và Châu hiểu hơn á. Rồi thì Châu xin dừng video tại đây. Xin chân thành cảm ơn cả nhà rất nhiều. Kính chúc cả nhà luôn vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.